Chào mừng các bạn đến với chương trình review súp thực phẩm bổ sung của Duy Nguyễn nha bạn. Trên tay Duy Nguyễn là một cái hũ thực phẩm bổ sung mà dạo gần đây Duy Nguyễn rất là tâm đắc và ưng ý khi nó về tới Việt Nam. Tại vì đây là một loại rất là lạ các bạn. Nó là gì? Protein cá hồi. Protein cá hồi isolate hydrolyzed làm từ sê mành. Mà sê mành nó là một trong những con cá mà rất là nổi tiếng ở bên Na Uy. Na Uy là một nước giàu nhất Bắc Âu mà thậm chí mình nói chữ giàu nhất thế giới luôn đó các bạn. Na Uy đó, Na Uy Thụy Sĩ nè, là hai nước là gọi là nó nằm ở trên đầu của thế giới. Nó nằm ở một cái tầm rất là khác của nhân loại. Và cái tiêu chuẩn về súp của nó rất cao. Đó là lý do tại sao Duy chọn Na Uy làm cái nhà cung ứng thực phẩm bổ sung cho thị trường Việt Nam, chứ không chọn như những cái người khác là chọn Hungary, Ba Lan rồi gì đó tùm lum la thôi. Đúng không? Duy không thích chọn những cái đơn vị cung ứng mà nó hơi thấp một chút, không thích. Tật Duy làm là hai em nó quen rồi, nên đó là triết lý kinh doanh của Duy Nguyễn nha các bạn. Đây là một loại rất là mắc. Mắc lắm. Dành cho Na Uy xài mà. Về Việt Nam mình đủ thôi. Mắc lắm bạn. Cái hũ này là 600 ngoài nha. Hũ này 600 ngoài. Khui ra. Trong cái hũ này nó sẽ có một lớp niêm phong. Gỡ cái lớp niêm phong này ra. Nó có mấy gói đây thôi à. Đây. Một lần uống lần gói. Tôi nói thiệt bạn đắt lắm. Đại gia mới chơi thôi. Đó. Thấy không? Nếu mà đó không lầm á là giống như chơi bài tiếng lên á mà đi cù lũ ba rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây 10 gói. Vậy gói nhiêu? Gói 60 ngoài. Ghê chưa? Gói 60 ngoài mắc hơn Golin nữa hả ta? Na Uy mà em có tiền thì muốn có tiền thôi chứ trời ơi, cơ Philippines người ta 100.000 đô người. 100.000 đô người năm Mỹ Đế có 50.000 nè. So gì? Còn bản thân thằng này nó là protein nhiều thì nó vẫn là tăng cơ. Nó vẫn là tăng cơ nha bạn. Nó là súp, nó là vẫn là protein thì nó tăng cơ này nọ kia. Nhưng mà những tác dụng nó có mà những cái loại súp khác không có đó là gì? Đẹp da, đẹp tóc, bổ não. Cái hàm lượng collagen nó cực kỳ lớn. 23% hàm lượng collagen. 23% hàm lượng collagen đây nha bạn. Và nói về cái chỉ số hấp thu thì ở đây nè, mà nhìn trên đồ thị nè, qua sự nghiên cứu của những cái trường đại học á thì nó nói á, cái màu đỏ là protein cá hồi đó, còn cái màu đen á là protein hydrolyzed mà cao á, hydrolyzed mà VBI á, isolate cao á, nó có cái dòng thấp nữa, may đâu cù chuối nó bỏ đi. Tức là ý nó nói đó là cái này nè hấp thu là nhanh hơn và nhiều hơn so với whey protein isolate hydrolyzed, đúng không? Ngày trước thì mình nói là quay protein isolate hydrolyzed là nó hấp thu nhanh nhất rồi, nhanh nhất hành tinh rồi. Bây giờ thằng này đó, nó có cái nghiên cứu thì nó nói là hấp thu nhanh hơn một chút xíu, tại vì nó cao hơn nè, nó cao hơn thằng đen một chút đó. Trong một cùng khoảng thời gian, tức là cùng khoảng thời gian thì nó hấp thu được nhiều hơn, hấp thu được nhiều hơn tức là hấp thu nhanh hơn và nhiều hơn đó. Mình hiểu vậy đi, nói chung là này là cái thí nghiệm của người ta thì nó đem vô đây thôi, thì nó chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không phải là gì trách nhiệm nha mày. Rồi tiếp tục mình phân tích tiếp, gói nó đáng đồng tiền bát gạo chưa. Giờ bà hỏi ủa anh Duy tại sao nó không làm cái thùng sơn nó bỏ vô 100 gói anh không biết. Na Uy nó không làm vậy mà nó mình không biết, nhập gia tùy tục nha các bạn. Giờ mình chơi đồ Na Uy á thì mình phải học theo cách sống của Na Uy. Ngày khui ra gói, ngày khui ra gói chắc mà đó. Bây giờ coi gói nó bao nhiêu gram protein nữa, nó sốc hàng nữa nè. Đó, đọc nhen. Đầu tiên vô, protein 85 gram. Wow. Ghê bà. Gì gram, gì nữa xíu, protein 85 gram luôn. Nhưng mà không phải. Cái đó là dính chiêu rồi, nó chơi chiêu các bạn đó. Cái dòng protein là phơ 100 gram. Tức là 100 gram thì có 85 gram protein. Các bạn nhìn vô ba chớp ba nhán, đập phát một tưởng đồng gói này 85 gram protein bị nó dụ. Hiểu không? Trời ơi. Trời ơi. Cái gói này mà nhiêu vậy? Cái gói này có 20 gram mà ba. Cái gói này nặng có 20 gram thôi. Đó, 20 gram nó được 17 gram protein. 17 gram protein mà tốn 60 ngoài. Các bạn hiểu sao không hiểu? Và chúng tôi gọi đó là chất. Mà chúng tôi đã chơi là chơi chất thôi. Không bình luận nha. Không bình luận về mức giá. Đó. Cái hũ làm cho vui thôi, về đựng muối nha các bạn. Đựng muối mà có cái này nè. Nó đựng muối á mà nó có Bắc Âu á, Na Uy á là thấy rồ rồ rồi đó không? Là xịn sò đó, hũ đựng muối.
Nói chung gì ngày nào cũng chơi gói hết bạn. Cái này uống lúc nào? Uống lúc nào mà bạn cảm thấy khát nước thì uống thôi. Uống lúc nào bạn cảm thấy cần bổ sung nhiều protein thì uống thôi. Wow. Sau tập cũng được, trong ngày cũng được. Rồi, bột trắng. Nhạy cảm nha. Bột trắng nha các bạn. Đổ vô. Thật ra hôm qua thì cũng pha rồi, mà tại hôm nay pha nữa làm lít nó sâu sâu vân vậy đó. Rồi sẽ có một video tiếp theo nữa các bạn là giá trị khác biệt giữa whey protein và protein, nó kêu từ là margarine. Margarine tức là hải sản. Trời, bộ này giống bây giờ đó ta. Đổ vô cái xanh này à trời. Vi diệu nha. Tại sao nó ra màu xanh? Mùi gì? Mùi này nè. Mùi dâu. Dâu rừng. Blueberry. Ra màu xanh. Nên nhiều khi bạn chơi súp nhiều, bạn cảm thấy quay đã thằng rẻ nhất mà. Vì nó từng nói bạn rồi, còn quay bạn nhìn nó vậy thôi, nó rẻ bèo à. Không có gì ghê hết á. Mấy người khác ghê hơn nhiều. Tại vì muốn làm này nè, nó phải bắt cá hồi lên, nó phơi một nắng ba sương đồ. Đúng không? Xong rồi chiết xuất thịt ra, xong tách béo từ cá hồi ra, tất cả các thứ. Rồi xong rồi xào chẻ này, thêm mắm, thêm muối vô, nói chung ép ít, tùm lum la, quy trình của nó ai biết được. Đó, nó cực lắm mạng. Còn kia bò dễ lắm, dắt sữa ra cái một, xong lấy sữa sấy bỏ vô, rắc muối, rắc tương vô, ra quay rồi. Cái chữ rắc muối rắc tương là quy trình đó nha ba. Anh nói giỡn thôi, nói cho nó gọn gọn vậy đó. Đó, đổ ra. Thằng này kỳ lắm nha, nó quay mà nó có mùi của rìu quật cao đó ba. Thử miếng em. Wow. Anh chơi phát hết luôn á. Ngon. Thật đó, vì đã chia sẻ các bạn cái khoảnh khắc bóc tem nó ra 10 gói. Nghe ra 10 gói. Giá tiền cũng hơi cao. Hàng chủ lực bạn. Hàng chủ lực của Na Uy đó. Hàng này Duy rất thích. Tại nó mang lại một cái cuộc sống khỏe mạnh, tươi tắn, thông minh, phản xạ và nhạy bén trong con người của Duy Nguyễn. Và Duy Nguyễn muốn truyền lại những cái tinh hoa này dành cho các bạn với điều kiện các bạn trả tiền cho mình. Bye bye.